Chức năng của em là chức năng gợi ý tìm kiếm. Rồi em bắt đầu. Em demo luôn. Rồi em tìm kiếm chữ iPhone. Đây. Bắt đầu em mới ấn bắt đầu. Em xóa đi, em gõ Nokia. Đấy. Em bắt đầu gợi ý chữ Nokia. Đây Nokia đúng không? Đấy. Sẽ hiện lên dưới đây luôn. Samsung nè. Ok. Oppo nè. Em có được, em được enter, em gõ đi. Oppo nè. Xóa nè. Xóa đi hết đi. iPhone nè. Ok. Em config cho thầy hiển thị 3 sản phẩm nữa. 3 sản phẩm. Nào, giải thích code thì sẽ nào. Đầu tiên là em nói về phần server trước. Tiên là em lấy giá trị cái input ở phần ở phía client về mình là keyword. Sau đấy em sẽ tìm ở phía data cái từ đấy và convert đấy cái từ nếu thành nếu các cái tự viết hoa thì hoặc là viết thường thì nó cũng có thành một dạng hết ạ. Đây ạ, qua biến option. Sau đấy em sẽ trả về JSON ạ. Trả về JSON product. Vâng. So, bây giờ em chuyển sang qua phần cái gì ạ? Này thì em dùng Isaac ạ. À bạn, cái code này của do bạn Dương làm về phần Isaac ấy. Đầu tiên là em tìm lấy cái giá trị đó nhỉ, bắt đầu rồi. Lấy giá trị của input ạ. Sau đấy tìm checkbox cái nếu như bắt đầu có chuột vào cái input ý thì nó sẽ hiện ra sản phẩm trước ạ. Chỉ cho thầy nếu xem không đoạn... nếu không vào thì nó sẽ đóng cái trình duyệt, đóng cái chỉ cho thầy xem có đoạn đọc Isaac nào. Isaac đọc JSON nào. Isaac đọc JSON. Đây ạ. Đọc data JSON nào. Đoạn nào? Bôi đen cho thầy cái đoạn mà đọc data JSON nào. Bôi đen. Data trả về là cái thằng nào? Thằng nào nhận data trả về nào? Cái này ạ. Ok, cảm ơn em. Xong rồi đúng không? Đúng rồi, xong rồi.